Thì mọi người có thể thấy là ở đây rất là nhiều loại đặc hải sản luôn. Từ mình mua xong đấy để chế biến, giá thành cũng khá là rẻ nhá. Bào ngư này sản khoảng 10-15 ngàn một con thôi mọi người. Đây, bên này có đường chế biến. Ở bên này là hải sản tươi sống này. Đấy. Rất là nhiều loại, ốc hương cũng cực kỳ to luôn. Hôm nay là ngày chủ nhật đó, nên mọi người thấy lượng khách đổ tới đây mình mua rất là tấp nập luôn tại đây. Thì mình cùng đi ra với gian hàng này nha. Xuống đây thì tha hồ ăn hải sản luôn đó. Đấy, những đồ chế biến sẵn này rơi vào khoảng 100 ngàn một phần nha mọi người. Cũng rất là rẻ thôi. So với mình đi ăn biển hải sản ở Vũng Tàu thì nó khác hoàn toàn luôn á. Em mua bán
Còn sang cái này là bán đồ hải sản tươi sống, mực, cá này rất là nhiều đồ. Thì bây giờ mình cùng ra biển nha mọi người. Biển cách đây khoảng 50 mét thôi. À, mình cùng đi ra khám phá bên ngoài biển. Giờ này cũng khá là nắng. Giờ này là 11:30 rồi. Đấy, bên này là bán đồ khô. Hôm nay thì thời tiết khá là nóng luôn mọi người. Trốn trung tâm ra vùng ven, mà vùng ven giờ này còn nóng hơn cả trung tâm nữa. Nhiệt độ bây giờ chắc là phải rơi vào khoảng 40 độ. Cái hải thấy dưới đây người ta trồng rất là nhiều xoài nhá, cực kỳ nhiều xoài, nên vào mùa này bán nhìn đâu cũng có xoài không ạ. Đây là đường hướng ra biển này. Còn ở bên này là bãi dưới xe ô tô mọi người, cái nhà nghỉ khá lớn nằm tại khu vực này. Này có hai chị tắm biển. Trời nắng rồi nên cũng ít người tới, một số bạn trẻ tới đây, nếu mà mình không thuê nhà nghỉ thì có thể tới ở khu vực này. Bên kia có cái võng cho mình nằm ở đấy, cũng chỗ đậu xe luôn, uống nước tại khu vực đấy. Nhưng mà Hải thì Hải thuê cái nhà nghỉ đi cho nó thoải mái mọi người. Đi một mình thôi nhưng mà cũng phải ăn chơi cho thỏa thích. Bên này là cái rừng cây phi lao này. Đây, cực kỳ mát luôn. Quên khi nào đi vào bên trong này. Đấy, hôm nay trời trong xanh, khá là đẹp. Nhưng mà chỉ tội hơi nóng một xíu. Mấy ngày hôm nay thì mọi người biết rồi, Sài Gòn cực kỳ nóng. Đây, khu vực này mọi người mà mình muốn đi chơi khoảng vài tiếng thì có thể ghé qua đây này. Có cái võng cho mình nằm thoải mái luôn á, không không kể thời gian đâu. Mình cũng đi ở bên trong này, sau đấy mình ra biển sau. Nhìn phía bên này là mọi người thấy biển đây. Đây, đây là biển Cần Giờ. Nhưng mà nắng lắm, mình đi dạo xung quanh khu vực này một xíu. Đây là một cái chợ nhỏ tại khu vực này.
này mọi người, những cái khu nghỉ nghỉ này thôi, ít thấy cái khu dọc này ít nhà nghỉ lắm. Đây toàn những cái kiểu cà phê giống bóng cái này, này. Bây giờ mình cùng đi ra ngoài biển nhá. Hôm nay thời tiết khá là nắng đấy. Kia yeah, hải. Và đây là khung cảnh ngoài biển nha mọi người. Giờ này thì nóng lắm nên cũng ít người lắm. Đây có một số đấy, có một số đi ra sờ, có một số khu vực này thì biển khá là dơ, nhiều rác. Cái này để Hải sẽ quay cái clip này clip đầu và clip sau thì sẽ quay cho gửi tới mọi người nha. Thì cái này tranh thủ quay cho mọi người xem một xíu về buổi sáng ở đây thôi. Sáng nay Hải đi hơi muộn một xíu, nếu mà đi sớm khoảng tầm khoảng mình đi khoảng 60 giờ thì xuống đây 8 giờ là đẹp luôn. Nhưng mà hôm nay đi hơi trễ, 8 giờ đi xuống, hôm nay đến 10 giờ khá xa, tầm khoảng 5-60 cây đi mà sợ luôn. Đấy, biển cực kỳ rộng. Ra đây thì cái nó mát nhưng mà ra biển nó thổi vào thì nó cũng nhanh đèn ra lắm. Thì Hải quay sơ sơ cho mọi người thôi nhá. Sau đấy mình vào phía bên trong này, mình cũng đi bên trong này. Có gì thì đến chiều đi, chiều thì sẽ nhiều người tới đây vui chơi hơn và sẽ quay cho mọi người chi tiết hơn. Nhưng mà theo Hải thấy là biển này khá là dơ luôn, nhiều rác bờ biển. Phía trước thì có hai bạn đang đi bắt, không biết bắt con gì. Đây này, những cái hố nào chắc cái này bắt là bắt con bề bề ạ, hay còn gọi là con tôm tít. Đây giờ này nó nắng này gần 12 giờ. Bây giờ Hải cũng về ăn uống xong đấy đến nghỉ ngơi khoảng 2 giờ mình ra đây quay cho mọi người xem đấy. Trốn cái nắng của Sài Gòn đây, khu vực này bên ngoài mọi người thấy rất là nhiều rác tại đây. Nhưng mà Hải thấy đồ hải sản này cực kỳ rẻ nhá, có những cái đĩa cực kỳ lớn như cái gì nhỉ, bào ngư 15-20 ngàn một con, họ chế biến sẵn luôn cho mình sẵn về ăn thôi. Rồi nói chung là tầm khoảng 100 ngàn một đĩa là Hải thấy là rẻ so với ở các cái chỗ biển khác Hải đã từng đi. Tầm khoảng 2-3 giờ chiều thì các tàu đánh cá sẽ đưa cá vào trong đất liền thì mình cũng tới mình quay và cập nhật gửi tới quý vị các bạn mình cùng xem. Những ngày cuối tuần này thì được đi chơi như thế này là rất là vui rồi. Mà đây cũng là lần đầu tiên mà Hải được ra đến biển Cần Giờ để tham quan và giới thiệu mọi người. Hơi nắng một xíu nhưng mà vẫn thích. Cảm giác sau một tuần làm việc khá là mệt mỏi, mình có thể đi và giải trí. Sau đấy để nạp năng lượng vào những cái tuần tiếp theo. Hôm nay đi biển mà mang toàn đồ đen không, nó hút nắng lắm.
Ở phía bên này thì có cái rừng phi lao mọi người thấy không? Rất là đẹp luôn đấy. Cái khu này là bên resort nhé. Đây khuôn viên của resort thì mình sẽ đi vào phía bên trong này xem sao. Đây thì mình đi cảm giác như không có cát đó. Cái này là những cái lá cây phi lao đó. Bên này có cái resort cực kỳ đẹp này. Đây là các cái phòng cho khách ở thuê tại đây. Cái này thì hộ gia đình nhé, họ thuê là cực kỳ đẹp luôn này. Đây khuôn viên này thì mọi người thấy không, đẹp cực kỳ luôn đấy. Chơi cái này cũng bỏ công bỏ ra gần 2 tiếng đồng hồ để chạy từ trung tâm xuống cái này để chơi. Số này thì chỉ có 2 xã là chính thôi, nhộn nhịp và tấp nập. Những ngày cuối tuần, những ngày thường thì chắc khu vực này cũng ít lắm. Đa phần là những người từ các cái quận trung tâm đổ về đây để vui chơi những ngày cuối tuần thôi. Ở phía bên kia có cái gì sọt này, đóng cửa. Chắc là do cái đợt dịch vừa rồi ấy, nó khá là dài nên làm ăn kinh tế dài nó khó. Thì bây giờ thời tiết nó cũng dễ chịu hơn một xíu, mát hơn. Đây là nhà hàng Ngọc Lan để ăn uống. Cái này là khu VIP rồi. Thì thôi đến đây Hảo xin phép được dừng nhá. Hẹn tất cả mọi người ở một phần 2 của chuyến đi chơi này của Hải. Chúc tất cả mọi người có một kỳ nghỉ cuối tuần an lành, hạnh phúc bên gia đình.